Dạ, xin kính chào cô chú anh chị nha. Con chúc cô chú anh chị buổi chiều có nhiều niềm vui nha. Dạ, buổi chiều hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị 6 giống mai nha. 6 giống mai này con làm combo cho cô chú anh chị nha. Dạ, cây thứ nhất là cây mai móng gồng đọt xanh. Móng gồng đọt xanh thì đặc điểm của nó là nó nữa sẽ ra cái móng lá nó màu xanh nha cô chú anh chị. Dạ, móng gồng đọt xanh. Rồi tiếp theo là cây móng gồng đọt hồng nha cô chú anh chị. Bông nó cũng đẹp lắm luôn. Cái này dây lá cũng đẹp luôn, lá hồng. Cây này thì gốc bằng điếu thuốc và trở lên nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo là cây mai dảo nu nha. Ghép chỗ nào mình nu chỗ đó nè. Nó đặc biệt là nó dùng cho những cái cây mà mình thấy nó có sẹo không được đẹp á. Mình ghép gần nó cái nó nu cục nó chảy xuống nó sẽ lấp đi cái sẹo xấu của cây mình. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo là cây mai lá ngọc cành vàng cô chú anh chị. Lá ngọc cành vàng này lỗi lá dài nha. Dạ rồi, tiếp theo. Rồi cái này là cây móng gồng đọt đỏ. Móng gồng đọt đỏ thì nó như mấy cái loại móng gồng kia, nhưng mà lá nó sẽ ra màu đỏ. Bông nó cũng tương tự luôn mà nó có đọt đỏ nha. Dạ rồi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mai tiếng vua. Tiếng vua khích nụ nha. Cái này mình nuôi tầm về sau nụ nó sẽ khích đeo lại luôn nha. Dạ rồi, combo của con ngày hôm nay gồm có 6 giống mai con giao lưu với giá là 330 con bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị luôn nha. 6 giống mai này đều là giống mai đẹp thôi, đẹp mà nó còn lạ nữa, cho nên cô chú anh chị cũng đáng sưu tầm về để mình làm giống nha. Rồi cô chú anh chị có thích sưu tầm những giống này về làm giống á thì liên hệ với con qua số điện thoại là 0982692597 nha. Dạ rồi, trong vườn con cũng có nhiều loại giống mai khác nữa đó, cô chú anh chị có thích thì mình mua thêm nữa thì con cộng vào cho nha. Dạ rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị nha. Dạ. Yeah.